Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái túi trang trí hình Melody như thế này. Ở đây là cái phần dây rút, mình có thể rút lại để cho bé cầm đeo tay. Các bạn có thể làm cho bé đi chơi Tết rất là xinh. Mình dùng len cotton mill và kim móc 3mm để hoàn thành cái phần túi này. Đầu tiên các bạn sẽ móc giúp mình một đoạn bính. Ở đây mình sẽ móc 25 bính. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sau đó chân len thứ tư tính từ mũi len trên kim, 1 2 3 4. Ở đây các bạn sẽ móc giúp mình mũi kép đơn thứ nhất, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Chân len cuối cùng này các bạn sẽ móc giúp mình 3 mũi kép đơn chung chân. 1 2 3 Sau đó các bạn quay ngược lại phía bên này, các bạn sẽ móc giúp mình 21 mũi kép đơn vào 21 chân len kế tiếp cho mình. Nam.
6. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Mười lăm. Mười sáu. Tám. Mười chín. Hai mươi. Hai mươi mốt. Và chân lan cuối cùng ở đây, các bạn sẽ móc giúp mình hai mũi ghép đơn trong chân. Một. Hai. Xong cái hàng đầu tiên, các bạn sẽ móc giúp mình hàng thứ hai, sẽ đi mỗi chân len là một mũi kép đơn. Ở đây mình sẽ nối hàng lại. Móc vào đây một mũi đơn, sau đó móc mũi đơn tiếp theo vào chung cái chân mũi đơn này. Tính là một mũi kép đơn, chân len kế tiếp mũi kép đơn. Các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy cho đến hết vòng, mà chúng ta nối lên chúng ta móc tiếp cái hàng thứ ba. Không tăng không giảm ở những hàng này, các bạn móc cho mình mỗi chân len một mũi kép đơn như vậy cho đến khi đủ cái chiều dài thân túi mình cần. Ở đây mình sẽ móc cái hàng thứ hai cho đến hết, và các bạn cứ lặp lại cái hàng thứ ba, thứ tư trở đi tương tự như hàng thứ hai này giúp mình. Khi các bạn móc đến cuối hàng thì chúng ta cũng vòng tiếp qua và móc tiếp theo qua cái vòng đối diện bên này.
và khi đến cuối hàng thì các bạn lại tiếp tục móc vào đây một mũi đơn và móc thêm một mũi đơn nữa để chúng ta lên hàng tiếp theo. Các bạn lặp lại như vậy cho đến khi đủ cái chiều dài của cái túi mà mình cần. Ở đây các bạn móc giúp mình 13 hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sau khi xong cái hàng 13 thì các bạn sẽ dùng mũi đơn nối vào trong cái mũi đầu tiên này. Sau đó móc lên giúp mình 1, 2, 3 bính. Bỏ qua một chân len, móc vào chân len kế bên một mũi dời. Tiếp tục 1, 2, 3 bính. Bỏ qua chân len, móc vào chân len kế tiếp mũi dời. 1, 2, 3. Các bạn lặp lại như vậy cho đến hết cái vòng này giúp mình. Cứ 3 mũi bính bỏ qua một chân len và một mũi dời. Một, hai, ba bính bỏ qua một chân len kế tiếp mũi dời. Sau khi móc xong cái hàng 14 này thì các bạn sẽ móc lên giúp mình một bính này để giữ chân len lại và cắt len đi. Chúng ta qua cái phần trang trí. Các bạn móc giúp mình hai cái phần tay như thế này. Ở đây là một cái, mình sẽ móc thêm một cái nữa. Móc giúp mình 11 mũi bính. Ở đây mình không tính cái bính khởi tạo này. Các bạn móc lên giúp mình 11 mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sau đó chân len thứ 3 tính từ mũi len trên kim. Các bạn sẽ quay vào đây móc giúp mình mũi đơn. Chân len kế tiếp mũi đơn thứ 2. Hai chân len kế bên, các bạn móc mũi nửa kép giúp mình. 1, 2. Tiếp tục các bạn móc 1, 2, 3, 4, 5. 5 chân len kế tiếp, chúng ta sẽ móc mũi kép đơn giúp mình. 1, 2, 3, 4. Chân len cuối cùng này các bạn móc giúp mình 6 mũi kép đơn chung một chân len. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp tục móc đối xứng phía bên này. Chúng ta sẽ móc 5 mũi kép đơn vào 5 chân len kế tiếp. Mũi kép đơn thứ nhất, thứ 2, 3, 4, 5. Sau đó hai chân len kế bên các bạn sẽ móc giúp mình mũi nửa kép. 1, 2,
và cuối cùng sẽ là hai mũi đơn và hai chân len kế bên. Một, hai. Sau đó các bạn dùng mũi dời nối vào và cắt len đi giúp mình. Các bạn làm tiếp phần nơ giúp mình. Ở phần nơ các bạn sẽ móc lên giúp mình 24 bính. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, hai bốn. Chân len thứ ba tính từ mũi len trên kim, các bạn sẽ quay lại móc giúp mình mũi đơn. Ở hàng đầu tiên này các bạn cứ móc mũi đơn giúp mình. Lần lượt móc mỗi chân len một mũi đơn như thế này cho đến hết cái hàng này. Sau khi xong cái hàng thứ nhất, các bạn quay lại móc lên một bính giúp mình và lần lượt móc mũi đơn vào ở chân len phía sau này giúp mình. Lặp lại như vậy cho đến cuối cái hàng này giùm mình. Chúng ta sẽ móc ở chân len phía sau và móc toàn bộ là mũi đơn, mỗi chân len một mũi đơn, không tăng không giảm. Khi xong cái hàng thứ hai, các bạn lại tiếp tục móc lên một bính, quay lại móc hàng thứ ba, chúng ta cũng móc ở chân phía sau giúp mình, mỗi chân len một mũi đơn. Các bạn lặp lại cho đến hết cái hàng thứ ba. Sau khi xong cái hàng thứ ba, các bạn lại quay lại móc lên một bính và chúng ta móc hàng thứ tư. Tương tự như hàng trước, chúng ta sẽ móc vào mỗi chân len một mũi đơn và móc ở chân sau giúp mình. Hàng thứ năm các bạn cũng lặp lại tương tự như vậy. Mũi đơn và dùng chân sau. Sau khi các bạn móc giúp mình 5 hàng thì các bạn sẽ dùng kim thô len, chúng ta nối hai cái đầu lại và chúng ta sẽ khâu cái phần giữa này lại để tóm lại thành cái nơ như thế này. Thank you.
Vậy là chúng ta hoàn thành xong một cái nơ. Các bạn móc giúp mình một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Một, hai, ba, 4, 5, 6. Ở hàng thứ hai, móc giúp mình mỗi chân len một mũi tăng, tức là chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn vào mỗi chân len. Một, cùng chân len này móc thêm một mũi đơn nữa, như vậy là 2 mũi đơn chung chân. Lặp lại giúp mình thêm 5 lần như vậy nữa. 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy là chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 mũi đơn ở hàng thứ 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hàng thứ 3, thứ 4, các bạn sẽ móc giúp mình mỗi chân len một mũi đơn, chúng ta sẽ có 12 mũi đơn mỗi hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hàng thứ tư, các bạn sẽ lặp lại như vậy giúp mình 12 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sau khi xong hàng thứ tư, các bạn sẽ dồn len vào giúp mình, cần một xíu len để giữ quả bóng này cho đứng thôi. Sau đó móc hàng thứ năm giúp mình. Ở hàng thứ năm chúng ta sẽ giảm mũi, chúng ta sẽ móc giảm hai chân len thành một, một, hai, thành một mũi đơn. Tiếp tục 2,
Ba. Bốn. Năm. Sáu. Sau đó các bạn móc vô đây giúp mình một mũi đơn. Sau đó sẽ móc lên dây bên giúp mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70. Ở đây mình sẽ móc 70 mũi móc xích như thế này. Các bạn làm thêm giúp mình một dây như thế này nữa. Các bạn móc giúp mình ở đây mũi bính khởi tạo. Sau đó móc lên giúp mình 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Chân len thứ 3 tính từ mũi len nhân kim 1, 2, 3. Các bạn quay vào đây móc giúp mình 2 mũi đơn. 1, 2. Tiếp tục 2 chân len kế bên, móc giúp mình mỗi chân len 1 mũi đơn. Chân len cuối cùng móc vào đây giúp mình 3 mũi đơn chung chân. 1, 2, 3. Hai chân len kế bên, mỗi chân len sẽ là 1 mũi đơn. Và chân len cuối cùng ở đây móc giúp mình 1 mũi đơn. Dùng mũi dời nối vào. Móc giúp mình cái hàng thứ hai. Hàng thứ hai móc lên giúp mình 1 bính. Cùng chân len này móc giùm mình mũi nửa kép. Chân len kế bên 2 mũi nửa kép chung chân. 1, 2. 1, 2 chân len kép bên, mỗi chân len sẽ là 1 mũi nửa kép. Ba chân len kế tiếp ở phần góc này, các bạn sẽ móc giúp mình mỗi chân len 2 mũi nửa kép. Chân len thứ hai. Chân len thứ ba 2 mũi nửa kép. Tiếp tục hai chân len kế tiếp, các bạn móc giúp mình mỗi chân len 1 mũi nửa kép. Và chân len cuối cùng ở đây sẽ là 2 mũi nửa kép chung chân. Sau đó dùng mũi dời nối vào giúp mình.
Và hàng thứ ba các bạn sẽ móc lên giúp mình một bính cùng chân len này. Móc giúp mình ở đây một mũi nửa kép. Chân len kép bên hai mũi nửa kép chung chân. Chân len kế tiếp sẽ là một mũi nửa kép. Sau đó hai chân len kế bên mỗi chân len các bạn móc giúp mình một mũi nửa kép. Và đây là cụm ba mũi nửa kép ở dưới mình tăng thì các bạn sẽ móc. Đầu tiên là một mũi nửa kép bình thường, kế đến sẽ là một mũi tăng. Chúng ta móc hai mũi nửa kép chung chân. Lặp lại lần thứ hai, một mũi bình thường, hai mũi nửa kép chung chân. Và lần thứ ba. Sau đó hai chân len kế bên các bạn sẽ móc giúp mình mỗi chân len một mũi nửa kép. Và ở trên này các bạn sẽ móc cụm tương tự như vậy, tức là chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép, sau đó là sẽ một mũi tăng. Kế đến một mũi nửa kép ở đây giúp mình. Sau đó dùng mũi dời nối vào. Các bạn cắt len đi và trang trí phần mắt, miệng giúp mình. Sau khi các bạn làm xong giúp mình cái phần nơ, phần tai, phần khuôn mặt và hai cái quả bóng tròn này, các bạn sẽ dùng kim khâu len mình khâu vào trong cái túi. Như vậy là chúng ta hoàn thành xong một cái túi hình Melody như thế này cho bé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.